Đầu tiên em xin gửi lời chào tới chủ tọa đoàn cùng các cả thầy cô các bạn. Em là bác sĩ Nguyễn Quyền đến từ khoa cấp cứu bệnh viện Trung ương đội 18. Hôm nay em xin báo cáo một cái chủ đề rất hay của mình nghiên cứu, đó là chỉ số MDW, độ phân bố kích thước bầy cầu đơn nhân với công cụ mới trong sàng lọc sepsis sớm tại khoa cấp cứu ạ. Bắt đầu thì bài trình bày của em có 3 phần. Thứ nhất là tầm quan trọng của cái việc chuẩn đoán sớm sepsis tại khoa cấp cứu, thứ hai là các công cụ sàng lọc sepsis hiện nay tại khoa cấp cứu và cái chỉ số MDW này nó có tiềm năng trở thành công cụ sàng lọc sepsis mới không. Thì như chúng ta đã biết là cái sepsis thì cái định nghĩa mới nhất theo sepsis 326 thì nó là một cái tình trạng rối loạn chức năng đe dọa tính mạng của cơ thể gây ra bởi đáp ứng không được điều phối cơ thể với nhiễm khuẩn. Đây là một cái tổng hợp các cái nghiên cứu trên thế giới, rất nhiều quốc gia, thì trong đó các quốc gia phát triển như là Mỹ, Italy và Anh Quốc, và đều có tỷ lệ tử vong khoảng đến trung bình 20%. Các quốc gia khác như Brazil hoặc Thái Lan thì tỷ lệ cao hơn, thậm chí có đến 55% ở Brazil, và số lượng bệnh nhân rất là lớn. Nhưng mà cái điều chúng ta đáng quan tâm là nếu chúng ta can thiệp sớm như sử dụng kháng sinh sớm thì sẽ giúp giảm cái tỷ lệ tử vong, cải thiện được tiên lượng, và đây là cái điều mà trong kỷ nguyên này chúng ta đang tiếp cận đến. Tuy nhiên là trong lâm sàng điều này cũng rất là khó khăn, vì các công cụ sàng lọc hiện nay, các công cụ lâm sàng chúng ta đang sử dụng như tại ICU là dùng thang điểm SOFA, hoặc là tại ED thì chúng ta dùng Quick SOFA. Thang điểm SOFA thì chúng ta thấy rằng để thực hành ở cấp cứu nó khá là phức tạp, vì để tính toán xong đủ cái bộ điểm này, các công cụ này thì mất khá nhiều thời gian, và nó sẽ làm cho chúng ta với số lượng nhân lớn tại cấp cứu sẽ làm chậm trễ trong việc chuẩn đoán và tiếp cận xử lý. Cái việc mà cái chúng ta thấy rằng cái việc tại sao nó lại khó như vậy, vì chúng ta thấy cái việc chuẩn đoán sepsis như chúng ta lấy tỷ lệ tiêu chuẩn vàng thì cái máu chỉ được dương tính được đến 20-30%, và tác nhân nhiễm khuẩn này rất là đa dạng, biểu hiện các cơ quan khá thay đổi, có đến 4 phenotype của nó: tiếp gan, tiếp thận, tiếp phổi, tiếp trung. Cái triệu chứng lâm sàng thay đổi nên việc chúng ta sử dụng thang điểm SERT hay SOFA nó không đặc hiệu. Và nếu chúng ta bây giờ đang thử dùng cái thang điểm SOFA hoặc Quick SOFA thì nó không đồng hiệu nữa, vì nếu chúng ta đã dùng có đến mức độ SOFA nặng hoặc Quick SOFA rồi thì khi đó nhiễm khuẩn sepsis đã nặng và xuất hiện mụn rồi, và chúng ta nếu chúng ta mới can thiệp đó thì chúng ta muộn. Cái việc như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng các nghiên cứu chỉ ra sepsis là một cái bệnh lý chuẩn đoán khó nhất ở chuẩn đoán cần đoán sớm chuẩn cấp cứu, nên cái yêu cầu đặt ra là chúng ta sẽ làm sao để không chậm trễ trong chuẩn đoán xí, và đặc biệt sử dụng kháng sinh sớm tại ED là một điều vấn đề chúng ta đáng quan tâm. Tuy nhiên các công cụ hiện nay chúng ta còn vẫn nhiều hạn chế, như thang điểm sepsis 2 thì cái độ nhạy thang điểm sơ thì độ nhạy cao nhưng độ hiệu thấp, thang điểm sepsis 3 thì nó xuất hiện muộn và sẽ làm muộn chúng ta, và cái khuyến cáo SC221 thì đã khuyến cáo là không dùng đơn lẻ các thang điểm mà để sàng lọc nhiễm khuẩn huyết như là Quick SOFA hay là sơ hay lưu hay mu không được dụng nhất, mà chúng ta phải sử dụng tổng hợp hoặc chúng ta hãy tìm những công cụ mới. Và các cái dấu ấn sinh học mà chúng ta đang có trong tay hiện nay như là số lượng bạch cầu đơn nhân trung tính, các cytokine CDV hay PDT thì đều có những ưu điểm đặc điểm như là số lượng bạch cầu và bạch cầu trung tính thì cái độ nhạy đặc hiệu không cao, không để đặc hiệu được. Các cytokine rất khó khăn trong quá trình xét nghiệm vì cái thời gian bán hủy ngắn. CDV có giá trị nhưng nó tăng một số trong bệnh khác. PDT có giá trị đã được FDA công nhận, nhưng mà cái việc nó rất là đắt tiền và thời gian cũng mất vài giờ. Tại Việt Nam thì cái công cụ PCPO-Cansinin và ITM6 thì nó chỉ định khi mà người bệnh đã có nguy cơ rất cao và mất thời gian xét nghiệm mà chi phí lớn, nhưng mà vì vậy nó sẽ không sử dụng để làm một công cụ sàng lọc thường quy tại khoa cấp cứu được. Vậy là cái yêu cầu đặt ra là chúng người ta lại tìm ra những cái một công cụ mới có độ nhạy độ cao nhưng nhanh lại phải chi phí thấp. Thì next slide của em ạ. Next slide giúp em. Thì hiện nay các nhà nghiên cứu dưới đã quay lại những cái
xét nghiệm đơn giản như các cái công cụ với công nghệ này thì người ta đo được các cái dữ liệu quần thể các tế bào bạch cầu như là những tế bào hệ thống cảnh báo phòng vệ cơ thể, thì người ta thấy rằng cái chỉ số độ phân bố kích thước bạch cầu đơn nhân là có độ nhạy độ hiệu tốt nhất so với các chỉ số khác như là kích thước trung bình bạch cầu trung tính hay chỉ số phân bố kích thước bạch cầu trung tính hay độ phân tán trung bình. Thì cái MDMU đang nổi lên là một công cụ mới và có hữu hiệu và đang được nghiên cứu rất là nhiều. Cái cơ sở của vấn đề này là cách bạch cầu đơn nhân này nó làm những tế bào đầu tiên trong quá trình đáp ứng miễn dịch của cơ thể, nghĩa là khi các tác nhân xâm nhập vào cơ thể thì có hệ thống đáp ứng miễn sinh đã có phản ứng từ đầu tiên và nó biến đổi hình dạng. Cái việc mà nó biến đổi hình dạng này nó đã thông qua các công cụ máy móc đo được sự biến đổi hình thái, thì nó là người ta sẽ tính được cái lượng biến đổi này và từ đó sẽ định lượng được xem là cái việc biến đổi này có cảnh báo sớm được không. Và các nghiên cứu next slide giúp em ạ. Với công nghệ hiện nay thì chúng ta thấy cái việc MDMU được xác định là một cái độ lệch chuẩn của một tập giá trị tiếp bệnh nhân trên màn hình. Các bạn thấy là đây một bệnh nhân bên trái là một bệnh nhân không sepsis, bên phải bệnh sepsis, thì cái giải các tế bào màu xanh ạ, cái quần thể này thì ở bệnh nhân sepsis thì cái quần độ phân bố này có khoảng cách trung bình SD nó cao hơn hẳn so với nhân không sepsis. Và đây chính là cái cơ sở để người ta ước lượng và tính rằng là nếu với cái lượng giá trị bao nhiêu thì chúng ta có thể nghi ngờ rất cao hoặc bệnh nhân sepsis, và đây là cái vấn đề mà chúng ta đang tập trung vào nghiên cứu hiện nay. Với công nghệ phức tạp vậy nhưng mà lại rất đơn giản với các sĩ lâm sàng, đó là chúng ta chỉ dùng một cái mẫu máu đơn giản xét nghiệm hương máu đưa qua cái máy xét nghiệm huyết học và cái một cái công cụ kiểm chuẩn hơi khác một chút là QC Plus với các công thức máu thông thường là QC, và người ta cho ra một cái bảng kết quả, và trong cái bảng tổng hợp kết quả công thức máu thì nó chỉ là một số liệu rất đơn giản. Đây là ví dụ đây một bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn là bạch mai chúng em nghiên cứu, thì dụ MDMU này 40 và với cái thời gian nhanh chúng ta thấy rằng có thể chỉ mất 30 phút thậm chí nhanh hơn và lại không mất thêm chi phí nào trong công thức máu. Và đây là một cái điều mà chúng ta đã quan tâm, tức là không cùng một xét nghiệm máu ban đầu luôn mà không mất chi phí lớn. Và trên Việt Nam hiện tại thì thấy báo cáo có đến 30 máy trên cả nước, và trên thế giới thì các tổng hợp các nghiên cứu thấy rằng là cái MDMU này là một cái chỉ số quan trọng và trạng thái kích hoạt miễn dịch có thể được thu thập dễ dàng, nhanh chóng và đóng vai trò quan trọng trong chuẩn đoán tiên lượng trong bệnh truyền nhiễm, đặc biệt cả trong đợt COVID vừa rồi cũng được nghiên cứu. Tại Việt Nam này chúng em các nghiên cứu này đang được áp dụng trong tại cấp cứu mà chúng em vừa rồi đã nghiên cứu tại Bạch Mai, thì cái quá trình nghiên cứu này đã tổng từ năm 2021 trên thế giới thì rất nhiều tác giả và đều thấy rằng là cái việc MDMU này có phân biệt tốt nhất trong chuẩn đoán sepsis, và kết quả gần nhất tác giả Anhu Hàn Quốc 2021 thì đã thấy rằng được MDMU này có dị tương đương với CRP, PCT, và đây là một cái việc điều rất hứa hẹn nếu chúng ta làm được cái cỡ mẫu lớn và quần thể lớn để đưa ra một công cụ mới để giảm được chi phí mà nhanh chóng tại cấp cứu. Chúng em đã mạnh dạn tiến hành một nghiên cứu tại trung tâm cấp cứu và chữa bệnh Mai từ tháng 4 đến tháng 5 2022 với phương pháp là tiến mô tả tiên cứu và có đối chứng với tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân là người lớn trên 18 tuổi có nhiễm khuẩn sepsis, khi mà có nhiễm khuẩn cộng với thang điểm SOFA lớn 2 hoặc là cấy máu dương tính, nhóm chứng là không đủ điều nhiễm khuẩn mà không đủ tiêu chuẩn là sepsis 3 mà cấy máu âm tính. Chúng em cũng loại ra một số cái nhóm bệnh nhân như huyết học ác tính hoặc là bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch hoặc viêm nội cấp không được có thai hoặc cái mẫu máu không đạt chất lượng và cái thời gian bệnh nhân tại viện ít nhất phải trên 24 giờ và nhóm mới ra 12 giờ cứu để chúng ta đủ đảm bảo tính thang điểm SOFA để kiểm chứng. Và qua thời gian đó chúng em cũng thu thập được 606 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn và chia ra làm hai nhóm, 144 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn chuẩn đoán sepsis, 462 bệnh nhân không đủ tiêu chuẩn và đưa ra phân tích dữ liệu và đưa ra kết luận. Thì một số kết quả khả quan chúng em thu được trên bản biểu đồ trên hình chúng thầy các bạn thấy ở nhóm bệnh nhân sepsis thì chúng ta thấy rằng cái bệnh nhân sepsis cái thang điểm quick sofa nó chỉ giá trị trung bình là 1 mà nếu theo tiêu chuẩn là phải 2 thì đây chính là cái khoảng trống chúng ta bỏ sót. Cái kết quả này cũng tương tự một số tác quả trên thế giới như tác giả Sơ ở Mỹ 2019 và tác giả Akelo 2020 kết quả tương tự. Vậy thì cái giá trị cụ thể của MDMU nó trong như thế nào giữa bệnh nhân sepsis không sepsis, thì trên nghiên cứu chúng em chỉ ra rằng cái giá trị cụ thực của MDMU là ở trường hợp sepsis là 31,16 cộng trừ 82, khác biệt so với nhóm không sepsis là 18,92 cộng 286.
Và cái nghiên cứu này cũng tương tự như các nghiên cứu của các tác giả trên thế giới, như tác giả Hu 221 là nhóm xuất suýt là 24, nhóm không suýt là 18,7, tác giả Polini là 25,5 và 20,5. Vậy là chúng ta thấy rằng với sự khác biệt này, chúng ta mong chờ rằng là cái giá trị điểm cắt nào có ý nghĩa để chúng ta khẳng định bệnh nhân này có nguy cơ sepsis. Một điều khả quan hơn nữa là chúng ta thấy rằng cái giá trị này nó lại tăng theo mức độ nặng của sepsis, nghĩa là với bệnh nhân sepsis có suy đa tạng, bệnh nhân sepsis có sốc và bệnh nhân tử vong thì MRD lại đều tăng cao và có khác biệt có ý nghĩa thống kê cả. Và các nghiên cứu khác thế giới cũng bắt đầu chỉ ra là cái MRD nó tăng từ xét nghiệm khuẩn nhẹ đến sepsis sẽ bị nặng và rối loạn cơ quan, và đây là điều chúng ta thấy rằng có thể giải tiên lượng mức độ nặng sepsis dựa vào giá trị MRD này. Và chúng em đã tiến hành tìm cái điểm cắt tối ưu để xem xét rằng là cái việc giá trị nào thì chúng ta nghĩ bệnh nhân này có nguy cơ sepsis rất cao. Thì cái nghiên cứu chúng em đưa ra kết quả là 21,5 là cái điểm cắt tối ưu với cái chỉ số RD index 0.88. Kết quả này thì nó khác có một số tác giả cùng tương tự một số, nhưng cái một số tác giả khác thì có giá trị là 20,5 hoặc 23,5. Thì cái việc khác biệt này nó phụ thuộc cái chất chống đông của chúng ta sử dụng trong cái ống đông thương máu, tức là nếu chúng ta sử dụng K2-LDTA thì là giá trị 25, nhưng mà chúng ta sử dụng K3-LDTA thì giá trị nó lên 1. Thì cái sự khác biệt không có ý nghĩa nhiều, và với một độ đặc hiệu, độ nhạy đặc hiệu khá cao thì chúng ta có thể tin tưởng được. Em hãy thử đi nghiên cứu xem là nó có tương quan với các thang điểm chuẩn đoán sepsis hiện nay không, thì nó lại tương quan rất chặt chẽ với thang điểm SOFA với hệ số tương quan là 0.687, có ý nghĩa thống kê. Và chúng ta thử so sánh xem là cái diện tích dưới cong trong chuẩn đoán sepsis của MRD so với thang điểm sơ và quick SOFA hiện nay, thì thấy rằng ở nghiên cứu này thang điểm sơ thì có độ đặc hiệu rất là thấp, chỉ 32,5%, và thang điểm quick SOFA là 26%, và cái MRD này nó lại vượt trội, nó có đặc hiệu rất cao 89%, và độ nhạy rất là khá là tốt. Vậy nó sẽ khắc phục được, nếu kết hợp ba bạn này công cụ với nhau thì có thể khắc phục những cái điểm yếu của sơ và quick SOFA. Và chúng em cũng đi thử với các dấu hiệu sinh học hiện nay chúng ta đang sử dụng như là CRP hay PET, thì nó tương quan rất chặt với CRP. Còn cái PCT này do hạn chế là vì khi bệnh nhân tiến hành nghiên cứu thì không được làm đồng thời cùng với MRD ban đầu, vì nó chi phí rất lớn mà không được làm từ lúc đầu tiên vào cấp cứu do vấn đề bảo hiểm y tế xuất toán ấy. Chúng em cũng không có nhiều bệnh nhân để so sánh nên chúng này chưa khẳng định được. Và với cái CRP và số lượng bạch cầu thì thấy rằng MRD nó vượt trội hơn hẳn với cái độ nhạy độ hiệu rất cao, trong khi số lượng bạch cầu thì độ nhạy chỉ có 54%, độ đặc hiệu 7%, và CRP thì độ nhạy chỉ có 86%, độ hiệu 78%. Như vậy là qua đó thấy rằng MRD có thể khắc phục được những cái hạn chế của các cái dấu hiệu sinh học hiện tại. Và nếu chúng ta kết hợp nó cùng với một công thức máu khá là đơn giản ngay từ ban đầu vào, và trong cái thời gian 30 phút hoặc 1 tiếng chúng ta có một cái xét nghiệm và đưa ra một chỉ số mà chúng ta gợi ý hoặc chúng ta cảnh báo sớm, thì đó là một điều rất ý nghĩa trong kỷ nguyên hiện nay. Và bài trình bày em như vậy là chúng ta thấy rằng cái chỉ số bạch độ phân bố kích thước bạch cầu nhân thì nó có vai trò trong chẩn đoán sớm sepsis, và hy vọng rằng nó là một cái tiềm năng công cụ mới trong phòng học sepsis tại khoa cấp cứu hiện nay. Và chúng em vẫn đang tiếp tục tiến hành nghiên cứu thêm ở bệnh nhân ICU cũng như tiến triển động học của nó trong suốt quá trình. Em xin cảm ơn ạ.